bao mốc thời gian điều chỉnh bảng giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ báo điện tử Chính phủ, chiều ngày 29 tháng 8, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tại cuộc họp báo, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về lộ trình điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, lộ trình điều chỉnh bảng giá đất gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 điều 257 Luật Đất đai năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, bảng giá đất điều chỉnh được thực hiện đúng theo trình tự quy định tại điều 17, Nghị định 71/2024 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức thu thập, gửi dữ liệu giá đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường, sau đó đơn vị tư vấn tổng hợp, phân tích, đánh giá sự phù hợp của giá đất điều chỉnh với tình hình thực tế về giá đất trên địa bàn để xây dựng bảng giá đất điều chỉnh. Thẩm quyền điều chỉnh bảng giá đất trong giai đoạn này thuộc về Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 điều 257 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 6 điều 17 Nghị định 71/2024. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất áp dụng lần đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo quy định tại khoản 3, điều 159 Luật Đất đai năm 2024, thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất trong giai đoạn này thuộc về Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 trở đi, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Quy định tại khoản 3, điều 159 Luật Đất đai năm 2024. Đối với ý kiến đề nghị cân nhắc giá đất tại một số khu vực còn hạn chế về điều kiện hạ tầng, kinh tế, xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay đã tiếp thu và chuyển cho đơn vị tư vấn để nghiên cứu, đánh giá, xác định giá đất phù hợp. Kết quả tiếp thu ý kiến góp ý và điều chỉnh giá đất tại bảng giá đất sẽ được Hội đồng thẩm định bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, thẩm định theo trình tự. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông tin về việc cần thực hiện đánh giá tác động đối với một nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, tập trung vào việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Theo sở này, đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến góp ý nhất và cơ quan tham mưu cũng trăn trở trong quá trình xây dựng văn bản. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, bảng giá đất phải phản ánh được giá đất thực tế phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 18 và quy định của Luật Đất đai năm 2024. Mức thu và tỷ lệ thu đối với nghĩa vụ này sẽ được quy định tại các văn bản do cơ quan trung ương ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc giao các bộ ngành liên quan để tham mưu xây dựng và ban hành chính sách quy định về mức thu, tỷ lệ thu cho phù hợp khi có bảng giá đất đã điều chỉnh. Bạn thấy lộ trình thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh bảng giá đất này như thế nào? Hãy để ý kiến của bạn ở dưới video nhé. Và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 28 tháng 8, tại cuộc họp giao ban báo chí, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét ban hành bảng giá đất mới nhằm thực hiện quy định Luật Đất đai 2024. Theo đó, có 4 phương án được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xem xét lựa chọn việc áp dụng bảng giá đất mới: một là giữ nguyên mức cũ, hai là áp dụng mức giá nhà nước quy định đã nhân hệ số K, hệ số sử dụng đất; ba là giữ mức cũ và cập nhật giá đất tái định cư; bốn là xây dựng bảng giá đất mới hài hòa lợi ích các bên. Thời gian áp dụng dự kiến từ khi thông qua đến hết ngày 31 tháng 12, 2025. Hiện bảng giá đất này đã qua các bước xây dựng dự thảo, tiếp nhận góp ý, thực hiện các hội nghị phản biện. Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, bổ sung chỉnh sửa, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Trên thực tế, để thực hiện chủ trương từng bước đưa giá đất tiệm cận giá thị trường, thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu áp dụng giá đất cụ thể, giá thị trường để tính bồi thường các dự án hạ tầng khu vực ngoại thành như dự án đường vành đai 2, 3. Chẳng hạn, giá đất tại vị trí đường song hành quốc lộ 22, huyện Hóc Môn theo giá nhà nước là 3,5 triệu đồng một mét vuông. Nhưng thực tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đền bù hơn 39,5 triệu đồng một mét vuông. Đây cũng là một trong những cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất mới phù hợp hơn với thực tế. Bảng giá đất chỉ phản ánh giá đất giao dịch thực tế trên thị trường. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai cao hay thấp thì cơ quan chức năng sẽ phối hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh mức thu, tỷ lệ thu cho phù hợp. Bảng giá đất điều chỉnh nếu áp dụng sẽ có 80.000 hộ dân bị thu hồi đất để làm các dự án được bồi thường với giá tốt hơn, ông Thắng nói. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định
bảng giá đất điều chỉnh không tác động đến việc định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, do các dự án này được tính theo phương pháp thặng dư. Giá đất nông nghiệp đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế, nên các khoản được trừ của nhà đầu tư sẽ phù hợp hơn so với trước đây. Trường hợp chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, thì người dân phải nộp tiền sử dụng đất là khoản chênh lệch giữa giá đất của mục đích sử dụng đất sau, đất ở, trừ đi giá đất của mục đích sử dụng đất trước khi chuyển, đất nông nghiệp. Theo bảng giá đất dự kiến điều chỉnh, giá đất nông nghiệp có tỷ lệ tăng bình quân cao hơn 11 đến 14 lần so với tỷ lệ tăng giá của đất ở 4 đến 5 lần. Do đó, khoảng cách giữa hai mục đích sử dụng đất sẽ giảm dần. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp làm dự án bất động sản khi thỏa thuận mua lại đất của dân, thương lượng đôi bên thường không có tiếng nói chung, bởi căn cứ lúc này là giá thị trường nhưng người dân lại đề mức quá cao, doanh nghiệp dựa vào phương pháp thặng dư đưa ra một mức giá khác. Khi có bảng giá điều chỉnh được xây dựng dựa trên các giao dịch trên thị trường, giá bồi thường đã được chính quyền quyết định, hai bên sẽ có cơ sở để thỏa thuận, ông Thắng nói. Bạn thấy sao về thông tin này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, việc điều chỉnh bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 được thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Khi áp dụng sẽ tác động đến các nhóm đối tượng như sau: nhóm các trường hợp được bố trí tái định cư, bảng giá đất điều chỉnh được công bố đảm bảo tương đồng với giá đất cụ thể và phù hợp với giá thị trường. Nhóm 11 đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thì mức độ tác động cụ thể, trong đó có 3 nhóm đối tượng không bị tác động và 8 nhóm bị tác động. 3 nhóm đối tượng không bị tác động gồm: tính tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. 8 nhóm đối tượng bị tác động gồm: nhóm hộ gia đình cá nhân được công nhận và chuyển mục đích sử dụng đất sẽ áp dụng bảng giá đất cho tất cả diện tích, không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức. Điểm A, H, K, khoản 1, điều 159 Luật Đất đai 2024. Trong đó, đối với diện tích đất ngoài hạn mức không bị ảnh hưởng do bảng giá đất được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, đối với diện tích đất trong hạn mức sẽ có xét đến các mốc thời điểm sử dụng đất để quy định tỷ lệ thu trên cơ sở bảng giá đất. Nội dung này đang được chính phủ đưa vào dự thảo nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính thuế sử dụng đất. Trước đây, mức thuế sử dụng đất áp dụng mức 0,03% của giá đất tại bảng giá đất. Đến nay, bảng giá đất được điều chỉnh tiệm cận giá thị trường, do đó mức thuế sử dụng đất sẽ tăng lên. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Phân tích bảng giá đất mới sẽ tác động như thế nào đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty đầu tư địa ốc Lê Thành cho rằng, việc tăng giá đất trong bảng giá đất như trong dự thảo của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh không tác động đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, do đa số các doanh nghiệp địa ốc được tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, còn các dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất nên cũng không ảnh hưởng. Tuy nhiên, bảng giá đất này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với người dân khi mua bán chuyển nhượng, phải đóng lệ phí trước bạ cao hơn mức cũ. Còn mức cao thấp như thế nào phụ thuộc vào giá đất của từng khu vực theo bảng giá đất. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng khi bảng giá đất tăng, người dân sẽ nhận được các khoản bồi thường, giải phóng mặt bằng cao hơn nên dễ nhận được sự đồng thuận của người dân sớm bàn giao mặt bằng. Ông Ngô Đức Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DRH Holding cho rằng, tác động lớn nhất đối với người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhất là thực hiện các nghĩa vụ như chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận lần đầu. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp, khi giá đất cao, tức đầu vào cao, thì đầu ra sẽ cao, sẽ tác động trực tiếp đến người mua. Trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Về bảng giá đất tác động đến thị trường bất động sản như thế nào? Sở Tài nguyên Môi trường phân tích, theo số liệu thống kê giá đất trên thị trường của năm 2024 và các năm trước đây cho thấy giá đất đã dần ổn định, từng bước phản ánh đúng giá trị thật của bất động sản trên thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ không có biến động về giá đất do tồn kho căn hộ và nhà phố còn lớn. Một số phân khúc thị trường như nhu cầu thuê đất, thuê văn phòng tuy có giảm nhưng giá vẫn giữ ở mức cao. Vì vậy, việc xây dựng quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất có tính đến xu hướng và mức độ biến động của thị trường, đảm bảo bảng giá các loại đất tương đồng giá đất thị trường. Với các chính sách vĩ mô, kích cầu cho sản xuất, tiêu dùng như chậm, giảm thu thuế, thu tiền sử dụng đất, tái cơ cấu kinh tế,
trong đó có các chính sách tiền tệ, tín dụng hỗ trợ giải phóng hàng tồn kho sẽ là những tác động tích cực đến thị trường bất động sản trong thời gian tới. Bạn thấy sao về thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ? Hãy để ý kiến của bạn ở dưới video, đồng thời like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhiều thông tin hấp dẫn nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của CafeLand, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop CafeLand dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin CafeLand, bán nhà thần tốc.